Xin hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các anh chị cán bộ nhân viên Sacombank và đặc biệt là ban giám đốc trung tâm, quý thầy cô chủ nhiệm cùng các em thiếu niên đang đến với chương trình Sacombank ấm tình mùa xuân lần thứ 16, Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Lời đầu tiên, thay mặt cho Sacombank, Ngọc Duy xin được gửi đến quý vị lời chào và những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa xuân ấm áp và trọn vẹn. Kính thưa quý vị, như một thông lệ yêu thương vào mỗi dịp Tết đến xuân về, ngày hôm nay, Sacombank chi nhánh Sài Gòn có cơ hội được họp mặt, quây quần vui xuân đón Tết cùng quý vị thầy cô và các em đến từ Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố trong chương trình Sacombank ấm tình mùa xuân lần thứ 16, Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đây là chuỗi hoạt động thường niên do Sacombank phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương tổ chức với nhiều hình thức phục vụ văn nghệ, tặng quà năm mới nhằm chia sẻ niềm vui Tết cổ truyền đến với nhiều hoàn cảnh đặc biệt, với mong muốn đem lại cho quý thầy cô cũng như các em một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Trong chương trình Sacombank ấm tình mùa xuân lần thứ 16 năm nay, Sacombank tổ chức trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà cho các trung tâm mái ấm tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Chúng tôi hy vọng không chỉ mang đến những phần quà, những lọc xuân lì xì may mắn, mà còn mang đến cho mọi người những món quà tinh thần đầy ý nghĩa trong chương trình Sacombank ấm tình mùa xuân lần thứ 16 hôm nay tại Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố, thông qua tiết mục đặc sắc của Sacombank chi nhánh Sài Gòn và đặc biệt hơn hết là tiết mục vô cùng dễ thương, vô cùng sôi động đến từ các em thiếu niên tại trung tâm. Và tất cả những tình cảm yêu thương ấm áp, những nụ cười vui tươi hạnh phúc của quý vị tham dự chương trình ngày hôm nay sẽ luôn là động lực để Sacombank tiếp tục cuộc hành trình ấm tình mùa xuân trong những năm tới, trở thành điểm hẹn của sự yêu thương sẽ chia mỗi độ xuân về.